rồi à, xin chào tất cả quý anh em đã đến với kênh đầu cần tiếng của em nha quý anh em à, thì hôm nay em giới thiệu tất cả anh em 15 cây cần ba khúc phép nha anh em tất cả ở đây bán cho anh em đều là đồng giá 300 ngàn một cây anh em đồng giá 300 ngàn một cây phí vận chuyển em giao cho anh em là 30 ngàn một đơn anh em nhận hàng thanh toán tiền thoải mái luôn 30 ngàn một đơn toàn quốc anh em còn anh em mua hai mã thì em sẽ free ship cho anh em nha anh em ở anh em nào mua thì cứ alo trực tiếp cho anh em số điện thoại 0567 566 766 hoặc là 0588 887 889 nha anh em đó anh em nào lấy thì cứ gọi hoặc là nhắn tin qua zalo cho em ok cho anh em rồi giới thiệu anh em cây cần đầu tiên nha. cây đây là một cây cần ba khúc hai đọt anh em hai đọt luôn nha hai đọt cho anh em luôn đó hai đọt anh em khoan nó là khoan fk đá trắng nha nó là khoan buji luôn đó anh em fk nó là buji anh em nhưng mà đời đầu á fk đời cổ nè khoan buji đời cổ đó cho anh em xem đây cần ba khúc hai đọt hai đọt luôn anh em thích chơi đọt nào anh em chơi ừ. cây này mã 152 nha cây này thông số cần như nó, nó nó có đề ca nó nó gớt đó. anh em ạ à. cây này dài nhiêu ta để em đo nha cây này dài 24 mét thôi anh em 24 mét một đọt độ cứng 30 mươi đọt độ cứng 50 anh em một đọt độ cứng 30 mươi đọt cứng năm mươi đi đó rồi cái này mã số nó là 152 này nặng 297 g, ngọn 2 ly rưỡi, ngọn 1 ly 7 nha gốc của nó là 16,5 152 giá 300 tất cả thì đi đồng giá 300 000 cây hết anh em rồi tới 153 là từng 3 khúc tiếp nè 3 khúc phép nè cần nói chung hơi cũ một tí nha ừ. cây này khoan của nó là khoan uh, Fuji nè khoan Fuji nha cây này chưa vệ sinh đó anh em nhìn nó hơi dơ dơ vẫn bẩn, bẩn tí cây này dài của cần là Để em coi coi cây này nó bằng với cái này thì cái này cây này dài 36 thì cái cây này nó dài 36 anh em dây cây này dài 36 độ cứng này tương đương là 25 thôi 25 36 nha chất liệu phép cần nói chung là ok á nguyên bản chưa gãy chưa hư anh em chưa hư chưa gãy gì hết á nhưng mà hơi chày tí thôi rồi cây này mã số cần của nó là 153 rồi này 153 nặng 678 g ngọn 3 ly 8 góc 23 anh em 153 giá 300 tới 154 nè. 40 thì cần 36 luôn, bộ hình thì chung hơi cũ tí. Đồ cứng 25 thôi. Cây này nói chung anh em về phải uh, vệ sinh lại tuốt lại nha. Đó, khoan nó khoan FK anh em, FK là khoan Fuji anh em. Bá Fuji khoan rồi. Cây này là dài 36 rồi, đồ cứng 25, cần đẹp lắm, mới chát à. Mới lắm nha, mới cũ nha. Mới chày, đó, cần mới chày nha anh em nói chung cần ngoại hình nó xấu nhưng mà đựng cái cái chất lượng nó còn rất là ngon em mà giá cả nó rẻ nữa rồi cái này mã số nó 154 anh em nặng 507 g còn 32 2 góc 23 thì 6 154 giá 300 tới 155 này cần 3 khúc nè khoen của nó là khoen FK Đá trắng luôn này, anh em bát nhôm chất liệu phép nha cây này dài của nó là bao nhiêu đây? cây này dài 2m7 nè cây này dài 2m7 nha à, cần đẹp lắm đồ cứng cái này tương đương là 30 thôi 30 2 7 anh em cái này mã số nó 155 là nặng 307 gram ngọn Bali gốc 16 cái 9 thôi. 155 giá 300 300 ngàn anh em có thấy 156 à. 156 này cây cần 3 khúc luôn 3 khúc dài cái này 24 m anh em khoan nó khoan Fuji bát nhôm anh em khoan Fuji bát nhôm ừ. khoan buji bách nhôm nha đây thì nó mức của cột su anh em ạ bình thường nha cán gỗ đầu cứng cái này tương đương là 25 thôi 25 ngọn mềm nè ngọn mềm nha. rồi cây này mã số của nó là 156 nha nặng 306 gam ngọn 31 rồi ta đúng rồi ngọn to nè mà cần phép nó hơi dịu nha góc 14,6 156 giá 300 rồi tới 157 nè rồi cần 3 khúc nè cây này dài chắc là 3,3 thôi đầu cứng cái này tương đương là 25 anh em. 25 bass chất liệu phíp nha. Bass nhôm, bass Fuji anh em Đây thì lấy lửa hơi nó cái nó rất ra thôi, dễ nha anh em. Ừ. Chất liệu phíp, độ cứng dài 3,3 thôi. Ừ. cần đẹp anh em, cần nói chung khá ngon. Mấy cây này bán rẻ cho anh em. Cây này mã số 157 nha. Nặng 365 g, ngọn 36 6 góc 21,6 nè, 157 giá 300 cây đẹp nè 158 nè khoan nó khoan FK lá trắng nè ừ, chất liệu phím này. mấy cây đẹp đẹp nên em thường lựa trước đó. mấy cây xấu này, anh em đâu có mua để lại cho em cả cả mấy tháng trời chưa bán ra nữa nè mấy cây đẹp bán lẻ lắm đó nè mấy cây nè em mua lẻm nè thường đẹp chưa mới chết à cái này dài của nó là 3 mét nha anh em đồ cứng 15 20 rồi cái này mà số nó là 158 nha nặng 497 g ngọn 36 góc 21,4 158 giá 300 ừ, 158 giá 300 Tới 159 này cần 3 khúc và 2 đọt nè 3 khúc 2 đọt nha Khoan của nó là khoan FK đá trắng nè Cần đẹp lắm Cây này hãng đai qua và 2m7 ta Và 2m7 ta Cần nguyên bản nha Chưa hư chưa gãy chưa sửa chữa nè Ở đây nó có một dấu bị xước sơn em à, Nó không có dập nha bị xước sơn á Thấy cái phôi phía trong nha Xước rồi Một đọt này độ cứng tương đương là 40 nè Cái đọt này độ cứng tương đương là 50 nè Đó rồi cây này mã số 1 159 nha anh em, nặng 326 g, ngọn 1 đi 6, ngọn 1 đi 9, góc 19,8 nha. 159 giá 300. Rồi tới 160 nè. 160 thì cần 3 khúc anh em, cây này đẹp nè. Bass bát nó bass FK. Bass nhôm nha, khang FK bass nhôm, cây này nói chung về hình nó cũng hơi chạy nha anh em. Đầu cứng cái này tương đương là 30 nha anh em, cứng cái 30 dài 3 m. Ở đây đây cứng 15 20 nha anh em, 15 20 thôi. Nhưng mà cái này cứng tương đương 30 luôn anh em, ngọn khá là cứng nha. Cứng hơn 15 20 nhiều. Cần nó chung khá ngon. Cái này mã số nó 160 anh em, nặng 462 g, ngọn 3 ly 9 góc 20,4 nha, 160 giá 300. 160 bán em 300 nha. Tới 161 này cây cần 3 khúc nè, 3 khúc tiếp đỏ nè, đẹp chưa? Khoan nó khoan Fuji đá trắng anh em, bass nhôm. Đó ok chưa? Cần đẹp cây này dài 2m7 thôi hãng Shimano đó, hãng Shimano ngoại hình nói chung có chày nha hãng Shimano ngoại hình có chày cần đây khá là ngon nha đó, mới chát à và cây này mã số đó 161 anh em nặng 638 gram ngọn 32 góc 25,3 nha 161 giá 300 161 bán cho em 300 tới 162 nè 162 cây cần phíp anh em cần phíp nè khoan đây khoan như nóc nha cán gỗ là cần đẹp lắm nha nó chết à cái chỗ này, này em tháo ra chỗ này là nó nó, nó cắm cái bạc biển anh em nó chả là cái gì đâu nè à, nó sợ bị gớt đây nè cái này nó có cái cái đầu ren này nè anh em để dặn vô dặn cái 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 cục trò bát để cắm cát anh em nói chung này nó, nó nó, nó dẹp rồi dục đi anh em ơi nó cũng chả có ảnh hưởng gì đâu à, rồi bát là bát nhôm anh em cần đẹp lắm nha cây này hãng olympic nè dài 3m3 thôi 3,3 3m m thôi độ cứng 25m3 cần đẹp lắm mới chết à mới tin luôn ở cái này mã số của nó là 162 nha anh em nặng 535 gram gọn 3 ly 7 góc 21,7 162 này bán cho anh em 300 nha 300 ngàn cái 163 cần 3 khúc nè. Khoan vua con này. Khoan Fuji nha em. Khoan Fuji. bass Fuji nha. Cần đẹp hãng Sakura nè em. Dài 3 mét thôi. Hãng Sakura nha. Cần đẹp lắm. Mới chát à. Cần phép nha em. Hãng Sakura. độ cứng cái này tương đương là 50 nè. 53 mét. Rồi cái này mã số của nó là 163 anh em. Nặng 362 g gọn 2 ly 8 góc 21 anh em ạ. À. 163 này giá 300. 163 này bán cho anh em 300 000 nha. Và cái 164 nè. 164 này cần 3 khúc anh em. Ngoại hình này nó hơi dơ bụi tí nha. Về vệ sinh lại. Khoan của nó là khoan FK anh em ạ. À. Bass nó bass nhôm. Ngoại hình xấu nha, à. cái này dài 3,3 m thôi. Ngoại hình xấu anh em ạ. À. Mới, mới lắm, mới chạy nha mấy người bán mà nó mới lắm nè mới chày nha anh em đó, mới chày chày quá trời luôn nè đó, mới lắm nha anh em rồi cây này mã cho anh em là cây độ cứng 30 25 30 nha anh em rồi cây này mã của nó là 164 anh em nặng 389 gram ngọn 32 góc 20 164 giá 300 rồi tới 165 nè cây cần ha 3 khúc nha khoen của nó là khoen FK đá trắng nè à. phíp này phíp xanh nha anh em bát FK luôn tiếp xanh cây này dài của cần là hai mét tư thôi thông số thì nó bị uh, bị gớt rồi gớt cái đề can thông số nó không có có hiện nữa nè mà độ cứng cái này tương đương là 30, 30 40 nha 30 40 dài 32 mét tư thôi đâu à, đúng rồi 30 50 30 50 em mà ngọn tháp sẽ thích tinh nha cần cái cái này câu uh, cái gì hay là câu uh, bè cũng ngon rồi cái này mã số của nó là 165 anh em nặng 235 g ngọn 1 ly 7 góc 16,7 nha 165 này giá 300 300 ngàn nha rồi tới 166 này cần súp nè súp 3 khúc anh em câu bạc bờ biển nha cái này cái cục cao su thôi không thích tháo ra nói chung là cao su này lâu năm quá nó cũng một chai hết anh em mà một chai hết cặp cát khoan của nó là khoan Fuji khoan Fuji bát Fuji anh em dài 36 rồi cần đẹp lắm mới tình khoan vui si bắt vui và 36 nha độ cứng cái này tương đương là 25 thôi 25 36 25 này theo kiểu 25 của lục anh em chứ phải 25 của gần rút đâu Này em báo cho anh em mấy cây mà 30 30 50 là mấy cây đó cần tăng C còn cái này 25 của cần lục anh em à ok cho anh em rồi cái này mã số của nó là đây bá tem gì đây 166 nhanh, nặng 477 gam ngọn 3 liter, góc gốc 23,5 166 này bán cho anh em 300 rồi tới 167 nè 167 là cái khoan của nó khoan FK anh em bát FK luôn cần đẹp nha chất liệu phép mới cái này dài của nó là 2m7 thôi đầu cứng cái này tương đương là 20 ngọn dẹo nha anh em ngọn dẻo đầu cứng 20 25 thôi ngọn dẻo nha cần đẹp rồi cây này mã số của nó là 167 nè mà nặng 233 g còn 27 góc 16,3 nha. 167 là giá 300. Ừ. Rồi anh em nào lấy cây nào thì cứ alo trực tiếp cho em nha anh em. Rồi cảm ơn em. Hẹn anh em các video kế tiếp.